Anh ơi, đi tắm đi. Anh biết rồi. Em ở đây nhá, đừng đi lung tung nhá. Ui, đây rồi. Mắt lạ này thì có gì đặc biệt nhỉ? Đeo thử chơi. Ai, sao mắt lạ nó lại dính chặt thế này? Ai à, ai mắt lạ đừng đùa với anh nhá. Ai, đừng đùa với anh nhá. Ok, thôi được rồi nhá. Nghe nói là chỉ cần đeo em lên là có thể nói được mấy thứ tiếng đúng không? What? Vậy hôm nay anh sẽ thử để cho biết. Vậy em nói thử một câu tiếng Nhật xem. Ohayou gozaimasu. Là gì đấy? Đó là chào buổi sáng. Ồ, hóa ra là vậy. Thế em nói thử, anh yêu em bằng tiếng Trung Quốc xem nào. Ủa ai nhỉ? Wow, ấy câu đấy anh biết, câu đấy anh biết. Thế em nói thử bằng tiếng giọng Hồng Kông xem nào. Ngó ngôi này. Bây giờ thế này nhá, em nói thử một câu tiếng Hàn Quốc cho anh nghe xem nào. Annyeonghaseyo. Úi, thế cũng được. Mặt lạ này thật là kỳ diệu. Cứ bảo sao anh trai của tao lại thích mày đến thế. Này, cho anh thử lần nữa nhá. Annyeonghaseyo, xin chào. Watashi wa hacker desu. Wow. Có nghĩa là tôi là hacker. Wow. Thôi, anh trai sắp tắm xong rồi. Tí nữa ra nhìn thấy thì đánh chết. Em ơi, đừng nghịch mà la quá anh nhá. Dạ, em đâu có nghịch Này ạ. này, anh trả lại vị trí ban đầu cho em nhá. Mà lại yêu quý của anh đây rồi. Ừ? Sao vừa nãy mình đặt như thế này, bây giờ nó lại nằm như thế này nhỉ? Chắc là vừa nãy em trai mình đã động đến nó rồi. Chắc là em trai lại động đến nó rồi. Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Nhưng vừa nãy em trai của anh bảo là phải giữ bí mật. Vâng, vậy là em trai của hacker đã đeo trộm cái mặt nạ lúc hacker đi tắm rồi. Các bạn thấy clip này thế nào ạ? Nếu mà các bạn thấy clip này vui thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất của hacker nhá. À, nếu mà bạn nào mà chưa biết làm mà rất là muốn làm những cái clip như thế này thì hãy để lại comment nhá. Hacker sẽ hướng dẫn sau. Xin chào và hẹn gặp lại.